Bạn hay mọi người. Ok, go. Say Hi, mọi something. người. Đúng rồi, hôm nay là day Chiều yeah. không đi học. Because Trời cậy có quay về đi, ở ngoài không được. Okay, so show everybody your toy. You can stay at home. New toy. Okay. It's beautiful. And they're Chicken llama Chicken llama. and quay này. Yay! Let's So, vậy con ở open nhà chơi. Wow, what is it. inside? Here. And let's Does see it this look like? one. Wow, is it a robot? Hả con? Whoa. Robot. Yeah. Ở nhà chơi có chán không? Này đi học. Con có nhiều thôi ở nhà chơi cho đỡ. Yeah, cái này là đồ chơi mới của Sushi nha. Nè, ở nhà chán quá nè, phải có những cái đồ chơi như thế này để cho em chơi nó giải trí qua ngày. Xin chào, hôm nay là ngày thứ hai ở nhà. Thôi bé không có đi học, để lấy cái khăn xuống coi. Nó lấy Oh, cái day cùi không? 2, Nó lấy cái ok. cùi không hay bỏ cái cùi không? Bây giờ bà Bảy đang gọt khóm Không ăn, ăn cái phải cùi luôn mới ngon đó nha Bảy nha. lấy cùi à? Đây là khóm ở Mỹ đây. Đó, một Không trái rất là ngon, bự. Bà Bảy phải gọt giống như ở ngoài tiệm gì vậy sushi? Con bé này tên gì vậy? Trời, nó tên Elsa. Còn Ồ, có nó có heartbeat nữa hả? Heartbeat Ồ, I can feel it. nè. I can hear it. Nè. Yeah, đúng rồi. Nè. Rồi. Rồi cái lưỡi. Rồi, để mẹ hửi coi. Wait, yes, Rồi, con quay mẹ đi. this Oh, thơm quá vậy. one. Hai trời, ôm ấm quá đi. Rồi, mấy bữa nay trời mưa nữa, ôm con này ngủ là đã luôn ha. Thank you. Rồi. Đây đâu? Hi, this is a sticker, but I like this sticker. Yeah. And there's something more. Yeah. Này, Tattoo. này ông chủ đã bị ho nhưng mà đã chắc là không phải bị virus nha, nhưng mà vẫn ở nhà bây giờ đang làm những giấy tờ. Đây có đầy đủ. Ở nhà hết, không có ai được đi đâu hết. Ở nhà chơi enjoy. Nhìn trái thơm chảy nước miếng thiệt luôn á ha. Đây là muối ở Việt Nam mẹ mình xách qua. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Bây giờ cái loại muối này nó nhuyễn quá trời luôn. Giới thiệu mọi người, hôm nay hai mẹ con mình sẽ ăn trái cây để giải cảm mùa coronavirus đó thế. So con sẽ ăn những cái trái này gọi là gì sushi? Pineapple. Nè con lại nói với mọi người đi, trái này Việt Nam gọi là trái thơm. Nãy mẹ không cho con ăn. Ok, bây giờ lại ăn luôn nè. Sushi rất cho là mọi đẹp. Người review nha. Just Coi. slippery. Yeah. Sao? Nói đi. Chua hay ngọt? Chua lắm hả? Nhưng mà đúng rồi, con ăn cho sạch cái lưỡi luôn. Chua vậy nó mới giải cảm nha. Rồi bây giờ mình ăn thử mình muối này. Chưa ăn một chảy nước miếng rồi đó nha. Chảy nước miếng on the side rồi đó. Ngon quá. Mày hiểu? Cay nữa. Quay từ từ. Baby shark. Mommy shark. Rồi buồn quá, tự ăn tự hán rồi nha. Đó, vừa ăn vừa chơi vậy đó. Đây, chấm thêm muối đi. Nè, cái gì thôi các bạn. Đây, đồ chơi mới của Sushi. Trong khi ở nhà em buồn quá, em không biết làm gì. Mẹ cho em ăn nhiều bánh kẹo cho nó vui, thay vì đi học có bạn học bàn. Ở nhà buồn quá thì mình lấy kẹo ra mình ăn. Cái này hai con kẹo mình sẽ đập hộp hai cái con này nha. Ăn review bạn luôn. Ngon lắm, cái này có ngon không vậy con? Trong lâu đắng quá. Đắng lắm hả? No, cái này chocolate mà, milk chocolate mà. Try it. Nè, bây giờ mình đập hộp nó But đi. mommy, I like that one. Cái nào? I'm just keep it. Oh, you wanna keep it? Oh, sorry. So we open another one. But okay. But okay. Next time mình mua cái này. Yeah, gì không cho nữa mà. Cái này ở bên có cái cô cousin ở bên Pháp nên là sushi có được một cái con chocolate này. Hai mẹ con mình cùng ăn nha. Một. Con. Rồi con nhả này ra. Rồi. Một.
hai, ba. Cái đẹp. Cắn môi trời luôn. Tôi chỉ cắn nhiệt tình luôn kìa. Có gì ở trong không? Gốc. Thường thường cái con này nó phải có thôi ở trong chứ nó không có thôi vậy. Kẹo hết đắng đâu có đắng đâu con. Ngon thiệt. Mami, you got it quay cho ít quá nè. Mẹ cắn cái lỗ tai nó lọc vô trong luôn. Rồi, cái kia nó đắng nó là dark chocolate. Còn cái này nó màu pink nè. Mốt còn để ý cái nào màu pink á mà nó không có đắng. Trời ơi, một cái con này là ăn chắc một khoảng It's really good guys. Ăn bao lâu mới hết đây con? Hai mẹ con mình ăn hết không? Good. Lifting side. Nè mọi người nhìn nó trong nè, không có gì hết. Thì bỏ đem vô coi. Nó không có gì hết. Mà có ngon. Đây, bây giờ mama bắt sushi á là phải clean up. Dọn dẹp sau khi mình chơi. Mình phải biết dọn dẹp. Nào để mẹ coi con dọn dẹp như thế nào nha. Sau khi ăn no xong mình phải dọn dẹp. Rồi mình đi tắm.